Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế hiện có thiết kế mỗi bên một làn đường, một làn dừng khẩn cấp mà không có giải phân cách ở giữa, tốc độ quy định từ 60 đến 80 km/h. Ở những đoạn cho phép vượt thì mỗi bên được thiết kế có giải phân cách, mỗi bên 2 làn xe và có thêm một làn dừng khẩn cấp. Theo ghi nhận, suốt chiều dài hơn 98 km tuyến này, trung bình mỗi đoạn từ 5 đến 8 km lại có một đoạn thiết kế mỗi bên 2 làn xe chạy để cho phép các xe vượt lên, tùy điểm mà mỗi đoạn cho phép vượt dài này từ 1,5 đến 2 km. Đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022 thì đến giữa năm 2023 xuất hiện tình trạng xe tải chạy chậm tốc độ 20 đến 30 km/h, nhưng các xe khác xếp hàng phía sau không thể vượt lên vì phải chờ đến đoạn 4 làn đường để vượt. Do vậy, để đảm bảo tốc độ lưu thông thì bên cạnh những điểm vượt 4 làn xe được thiết kế ban đầu, tuyến này còn kẻ thêm vạch nét đứt để xe được phép vượt đối với đoạn bảo đảm tầm nhìn ở những đoạn 2 làn xe. Anh Ngô Phi Hà, lái xe thường xuyên đi tuyến Lao Bảo đến Đà Nẵng cho biết, từ khi kẻ lại vạch cho phép vượt ở những đoạn có 2 làn xe thì tốc độ di chuyển được cải thiện đáng kể. Vì nếu chỉ chờ đến những đoạn mỗi bên 2 làn đường để vượt thì nhiều thời điểm xe phải nối đuôi nhau trên đoạn dài. Anh Hà nói, tuyến đường này đi qua địa hình đồi dốc, một khi có xe tải chở nặng phía trước thì xe phía sau chỉ biết chờ đoạn cho phép vượt. Tuy vậy, do đoạn đường này chưa có hệ thống camera giám sát, ít thấy lực lượng chức năng nên cũng có nhiều tài xế vượt ẩu. Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 17 và 18 tháng 2, dòng xe cộ đi lại trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn rất đông đúc, đặc biệt là hướng Bắc Nam. Xe cộ di chuyển chậm dưới tốc độ cho phép nên tài xế tranh thủ những đoạn cho phép vượt, có thiết kế mỗi bên 2 làn xe và một làn dừng khẩn cấp để bứt tốc tách đoàn. Dù xe cộ nối thành hàng dài, nhưng nhiều lái xe khách đường dài vẫn vượt ẩu, lấn làn bất chấp vạch nét liền cấm vượt. Theo ghi nhận, hiện nay hệ thống biển cảnh báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khá hoàn chỉnh. Suốt tuyến đường có những biển lớn thông báo cho lái xe biết khoảng cách đến đoạn đường cho phép vượt. Khi bắt đầu đoạn cho phép, các xe vượt lên ở đoạn 2 làn xe đều có bảng thông báo. Đồng thời, cuối những đoạn đường 2 làn nhập 1 đều có bảng thông báo lớn kết thúc đoạn đường cho phép vượt xe và các vạch đường cảnh báo. Đây cũng chính là vị trí chiếc xe 7 chỗ biển kiểm soát 36A48567 gặp nạn làm 3 người chết vào sáng ngày 18 tháng 2. Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho biết từng suýt gặp nạn trên các đoạn đường có nút cổ tre này do chưa quen đường. Nguyên nhân do đây là đoạn cao tốc duy nhất ở miền Trung có thiết kế riêng mỗi bên 2 làn xe ở những đoạn cho phép vượt. Anh Xuân Nam ở Quảng Nam cho biết 300 km cao tốc miền Trung được thiết kế mỗi nơi một kiểu nên có lần anh đã suýt bị kẹp ở đoạn đường 2 làn nhập 1. Có lần tôi bám đuôi xe khác cố vượt lên nhưng xe đi làn trong cùng chạy với tốc độ tối đa 80 km/h như xe tôi nên gần hết đường cho phép vượt vẫn không qua mặt được xe làn trong cùng, anh Nam nói. Anh Nam khuyến cáo, những tài xế mới lần đầu đi qua cao tốc miền Trung cần đặc biệt chú ý và tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển cảnh báo, đặc biệt với những đoạn đường đồi dốc không có giải phân cách. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Đặc biệt, lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước. Hiện nay, cao tốc đi qua 5 tỉnh miền Trung có dài hơn 300 km. Theo đó, tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng dài 140 km thiết kế mỗi bên 2 làn đường thì ở điểm nào cũng có thể vượt được nếu đảm bảo an toàn. Đến cao tốc Hòa Liên - La Sơn dài 66 km giai đoạn 1 thì mỗi bên một làn đường cho phép vượt những đoạn vạch đứt. Cao tốc Cam Lộ đến La Sơn dài 98 km thì cho phép vượt ở những đoạn 2 làn đường nên tài xế phải làm quen liên tục khi di chuyển. 3 mẹ con đi trên chiếc ô tô gặp nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đều đã tử vong. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo công an huyện Phong Điền khởi tố bị can đối với tài xế lái chiếc ô tô con vượt ẩu gây tai nạn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Chiều ngày 18 tháng 2, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Kiều, 65 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, người cầm lái ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 36A48567, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 3 mẹ con tử vong. Theo đó, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do chiếc ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái và vào đầu xe đầu kéo gây ra tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 tại km 48+200 cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền. Vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 63H00568, ô tô con 36A48567 và xe đầu kéo 63C13659 kéo theo dơ móc 63R00227 đã xảy ra va chạm ở phía làn đường hướng Bắc Nam. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và hai người tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Theo đó, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 36A48567 do ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú tại xã Đắk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển, chở Phan Đình Quý, sinh năm 1978, Lê Thị Hạnh, vợ ông Quý, sinh năm 1983 và hai con là Phan Lê Khánh Vân, sinh năm 2009 và Phan Đình Quang, sinh năm 2015. Cả gia đình anh Quý đều cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi ô tô mang biển kiểm soát 36A48567 đến km 48+200 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00227 do Huỳnh Văn Dũng, sinh năm 1974, trú tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang đi cùng chiều phía trước. Sau đó, ô tô con tiếp tục va chạm với xe ô tô tải biển số 63H00568 đang lưu thông ở phần đường ngược lại. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy đối với các lái xe liên quan. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân xác định ban đầu do người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vụ tai nạn giao thông hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ. Kết quả bước đầu xác minh cho thấy, lái xe điều khiển các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn không vi phạm nồng độ cồn và kết quả test nhanh ma túy đều âm tính. Vụ tai nạn đã khiến cháu Quang tử vong tại chỗ, bà Hạnh và con gái Phan Lê Khánh Vân được Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, nhưng sau đó Vân đã tử vong. Cho tới khoảng 15 giờ chiều ngày 18 tháng 2, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bà Hạnh cũng đã tử vong. Riêng ông Kiều và ông Quý chỉ bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế Phan Đình Kiều điều khiển xe ô tô con vượt ẩu gây tai nạn. Chiều ngày 18 tháng 2, Công an Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương tới hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành cấp cứu người bị thương đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và thu thập thông tin ban đầu. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ nhân thân gia đình nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Theo đó, vào sáng ngày 18 tháng 2, giữa các xe ô tô, tra cứu thông tin đăng kiểm cho thấy ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 nhãn hiệu Hino có số người cho phép chở tối đa là 3 người, chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hồng N, trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, sản xuất năm 2021, có niên hạn sử dụng đến năm 2046. Xe tải được kiểm định lần gần nhất vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 6703D An Giang, có hạn kiểm định đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, ô tô con biển kiểm soát 36A48567 là xe cá nhân 7 chỗ nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2019, xe không đăng ký kinh doanh vận tải. Ô tô 7 chỗ có hạn kiểm định cho tới ngày 17 tháng 8 năm 2024. Còn đối với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659, nhãn hiệu International thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đại Ngân có địa chỉ tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe sản xuất năm 2012 có niên hạn sử dụng đến năm 2037, đăng ký kinh doanh vận tải và có lắp thiết bị giám sát hành trình. Ô tô đầu kéo kiểm định lần gần nhất là vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 6302D Tiền Giang, có hạn kiểm định cho tới ngày 21 tháng 6 năm 2024. Rơ móc 63R00227 là xe semi rơ móc tải chở container, nhãn hiệu GoodTime có đăng ký kinh doanh vận tải, sản xuất năm 2015, có hạn kiểm định cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2024. Như vậy, tất cả các phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn kiểm định tại thời điểm xảy ra vụ việc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 14 CĐ-TTG gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện nêu rõ, vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tại km 48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A48567 và chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659, hậu quả làm 3 người chết. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây là một trong 5 tuyến cao tốc trên toàn quốc hiện có 2 làn xe, mặt cắt ngang 12 m, chỉ một số đoạn vượt rộng 23 m và quy mô 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 4 làn xe. Từ khi đi vào hoạt động cho tới nay, cao tốc này từng xảy ra một số tai nạn. Gần nhất, ngày 18 tháng 12 năm 2023, 2 xe container đối đầu và dính chặt vào nhau, bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà, một tài xế tử vong tại chỗ và 2 người khác trọng thương. Ngay sau khi nhận được thông tin của vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với cơ quan lực lượng chức năng, đánh giá nguyên nhân, triển khai giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công điện số 10 CDTTG ngày 29 tháng 1 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân 2024. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chủ động có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân.